nay cô có quầy chuối chín bới á, làm chuối chiên. Chuối chiên làm gì? Chu chu mỏi à. Còn 400 gram bột chiên chuối. Chiên chuối ở An Giang nha các bạn. Cô đổ ra hết luôn. Từ từ thôi, chợt chợt chứ không được lỏng. Người ta có sẵn mè rồi, người ta trộn đây hết rồi. Cô sẽ cho hai tán đường tán vô luôn, cho có màu mè qua lên lá hẹ luôn. Này hai tán đường tán vàng nha các bạn. Không phải, này là hai cái hộp gà nha cả nhà. Đường tán vàng mà sao ta không biết có làm màu mè gì không mà vàng ống mã như chồng đỏ hộp gà. Mình để hai tán đường vàng này không biết, chứ không dám để nhiều, chuối rụt nó ngọt rồi. Nhà có chuối, không biết là món gì làm tứ sợi của ai. Chuối chiên, chuối chưng chè, chuối bánh tét hay gì tứ sợi. Cho tan hết. Cháu nhỏ con đây. Mình sẽ lột cái nải chuối này cho mẹ nha. Nải chuối siêu bự luôn chứ phải giỡn đâu. Dính gì đây vậy? Đây nải chuối này nè, chín mùi luôn á. Hồi bữa mới gói bánh tét mà được cái chuối bự giống vậy là ngon rồi. Chuối đó cũng bự nhưng mà nó không bự bằng cái nải này. Có mấy cái đòn gói sao hả? Nó bự mà một đòn chắc cả 1 kg mốt luôn á cả nhà. Trời ơi, mẹ làm con giúp mình mẹ. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Quá trời bình dầu. Chết chưa? Chết chưa? Từ từ, từ từ, từ từ. Rồi, ok. Mình không có cái khuôn mình làm đại không dạ, dầu lớn rồi nhỏ lên. Thấy gì hết rồi. Gấp ra nhúng lại lần nữa hả? Trái này ok nha cả nhà. Em sẽ gấp trái này ra trước nha. Đây được một trái đầu tiên. Quá xịn luôn. Trái này thì gấp ra luôn nha mẹ. Ngon rồi, vàng rồi. Mẹ, kẹp cái đít nó ra. Rồi, ok. Nghe chưa? Ra rồi. Mình chiên ăn không cần đẹp các bạn. Nhưng mà cũng đẹp mà. Nhúng bánh ngon rồi. Nhúng được rồi đó mẹ. Nhúng vô bột một lần nữa rồi đem ra ăn. Giờ chiên ăn liền, giòn kháu luôn á. Phải rồi. Từ từ. Chế được. Được chưa? Cái chuối thơm nó phình dữ.
Rồi mẹ vô đi. Trời ơi. Mẹ vô giá. Đúng rồi. Mẹ lấy cái giá mẹ xuẩn đó. Đúng rồi. Dưới đây luôn. Để nó chút mình lao. Mềm quá tay, tay ra ép mỏng luôn. Ta ép mỏng hơn mẹ luôn chứ. Ta làm giống mẹ. Có cái máng thôi. Ừ, tại có máng. Mẹ không có máng mà mẹ làm gì cũng ok quá trời rồi chứ. Gấp cái này ra luôn nha cả nhà. Trời ơi, nó nổ ra cả nhà. Chuối chín quá, nó tươm mật ra đó cả nhà. Xì bụng ra. Lòi ruột ra rồi cả nhà. Bữa nói một ta nửa trái à. Thôi một trái thì kệ đi. Vô không? Vô lần nữa không? Vô. Chia chuối nhiều ngon, mình chiên nhà mà. Giờ xong mời okay. Cả nhà dùng chuối với cô Như Hồng Phú nha. Dạ. Ăn bàn. Bây giờ mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Mời cả nhà cùng ăn nha. Đoàn quay luôn. Nóng không? Nóng ăn mới ngon. Chuối nhiều nè, nó mềm, nó ngọt. Các bạn thấy không? Thấy chuối đưa mật ra. Người ta làm có nửa trái chuối cái bẻ ra cái bọng bột không à. Còn cô chú nhà cô làm quất nguyên trái luôn. Cái trái chuối trong nè. Ngon quá. Ngon. Chú ơi nóng quá. Phút này vui vẻ sẽ nhà con trái. Ăn cho mẹ cái hút cho gặp mẹ. Một bàn cua chiên. Hai trái hường tán không ngọt nha. Không. Không rồi mình để hình khác ngon. Mình để 100 gram đường luôn hả mấy luôn. Ừ. Thôi mà chuối nó cũng ngọt dữ dằn. Ngọt quá anh biết rằng đúng không? Ngon. Ngon mà nhăn quá trời à. Người ta làm nửa trái chuối à. Tách ra cái giờ bột không. Còn cô quất nguyên trái chuối bự chà bá ha. Nóng quá. Đổi rồi trái chuối ngọt. Nóng quá. Nó hỏi rồi thổi ra ăn coi. Cũng như vậy. Cái da ăn giòn giòn. Trúng cái miếng chuối rất ngọt luôn. Đúng rồi, ta làm có nửa trái à. Ta làm nửa trái, mình làm nguyên trái. Ăn cỡ ngon. Hết ăn chuối nhiều à. Chuối nhiều nó ngon hơn. Béo. Không hết ăn bột. Bơ hẳn thơm đưa hết làm bột nhà để lâu xuống mặt hả? Không phải. Bà mẹ bể bên ni vô hay vậy? Hả? Ừ. Nay quên để. Gì vậy bà? Cũng thơm. Cái gì vậy bà hay nói à? Bột á. Nó cũng thơm mà. Còn rửa mà không hồng. Không hồng. Rồi tải chuối nhiều quá. Cái con, cái của con hậu giòn không? Mình kêu à. Con chuối nhiều á, chảy mặt ra. Mà. Đừng lũng ghế. Con đụng hết một trái rồi đó. Có. Cô cũng có hết một trái rồi. Mới nghe tiếng ông bảy ho.
Vậy còn nhà ở đâu vậy? Cô về có ai không? Có người ta rồi. Trái này dễ hơn kìa. À, trái này lá bọng ở trong luôn nè. Hết mấy trái này chiên đẹp ghê á. Cái này mềm chuối nhiều nè. Muốn ăn kìa. Hôm nay nước gan cơ lên mình không có sót phà phà được. Nè ăn chút mình quất trái chuối này nè. Còn sót còn ăn một trái thôi. Nước gan mất năng suất. Nhiều ăn lắc năng gì. Không. Cắt nước gan kìa này rất ốm quá. Đâu có ăn uống được gì đâu. Ốm xấu vậy bỏ nè. Dễ. Ốm hết được dai rồi. Bữa hẳn là 53kg bị nước gan ốm các hòn các thuộc cũng 50. Nước gan làm như vậy thuộc thứ 50. Nước gan này mà ăn không được nhiều. Cô sẽ ăn một trái nữa. Nước gan này mình ăn nhắm mắt vậy. Trái này nóng lên nóng giòn rồi các bạn. Gạo rõ chưa? Gạo rõ chưa? Nước gan dữ chưa? Cũng để anh đây. Nha ơi bên này hả? Ừ. Cú dọn bùa á. Người ta nhai, hai bên, ai đâu nhai bên hư cái răng à. Nhai hai bên rồi, để giữ nhai nha, nha. Thì đem cái này xong rồi đưa cái này. Cái răng quá. Có gì đó. Cô chị ba kẹo con. Cô nhất nhất không? Mày mốt tới trời, trời ba nhất chị gẹo chưa? Trời ơi, tôi đánh răng đàng hoàng, chứ ai muốn ngủ đâu. Nhỏ kêu đánh răng, kêu tét cái họng. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá trời Phú ơi. Mình ăn trái rồi nhưng mà mỏng gương tròn quá trời chuối ngọt hả một mốt vàng ngon quá trời luôn ăn cái đầu mồ hôi tươm quá luôn mới quất có trái muốn chưa tươm mồ hôi hả quá ngon luôn cả nhà trúng hột mè thơm tôi ăn hai trái rồi đó rồi á còn chữa này lại đi Phú ăn trái nữa hả mồ hôi sạch dưới ta hai bay dí tay bên mồ hôi xịt với gì cô nhốt lại có làm đâu con trời ơi con nãy giờ không có mấy mặn con giờ nhức răng lắm rồi không có đổ mồ hôi được đâu đưa cái răng cho cô ơi con nhức cái răng ở trong á không phải cái hai cái răng bể răng à ở trong bể cái răng bên này bể một cái à cái răng cuối cùng bể luôn rồi mẹ nhìn cái răng cụm trong kìa cái răng cụm mới á ra ngoài coi khám đang... Cám ơi. Cám cái lấy máy phan vô e xong cái lấy cái kim dài vậy nè. Xe vô gút tỉ rồi. Thà đau một lần. Còn hơn là đau nhiều lần. Không. Có. Đặt thuốc. Đặt thuốc xong về mấy bữa ra mới khám lại. Bà coi cái chất thuốc tê nó phải. Ừ. Có chất thuốc tê không? Có. Nhổ răng mới chất thuốc tê. Quên rồi, còn cám là không có chích thuốc tê. Ừ, có rồi. Chừng nào lấy tỉ mới chích thuốc tê. Thôi, trời còn đặt thuốc chích tỉ đâu có chích thuốc tê. Nhắn xuống. Thốn dùm bữa đó đi rồi nhớ đái, đái ỉa về trước nha. Đi. Gì? Cái thuốc quay đeo. Ok. Ý mà tự quá mệt mồ hôi rồi. Quá mệt rồi, bây giờ ngon dữ rồi. Lâu lâu ở nhà coi chuối làm đủ thứ hết trơn á cả nhà. Bây giờ gia đình mình sẽ tạm dừng video chuối chiên ở đây nha. Ô chuối chiên cũng dài, cô tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy mà cô làm chuối chiên ngon á, hãy đăng ký cho cô với Như like có động lực làm nhiều món mới chuối nữa cho các bạn xem. Đăng tải nhà có chuối không phải làm chuối các bạn ơi. Chuối chín bói nè, chuối chiên rồi chuối chân hát. Rồi chuối hấp rồi chuối bánh tét cực cồ mông mông hát bye bye cả nhà yêu thương các bạn rất nhiều bye bye mùa hai cô trải làm đè cô có hai trái mà quá mệt rồi.